Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một cái máy giặt Toshiba A800. Đây, nó bị mất nguồn đi các bạn nhé. Bị mất nguồn nhé. Đấy, người ta thay rất là nhiều rồi. Đấy, cái bo trên này người ta thay rồi đấy các bạn nhé. Nó thay bo khác luôn rồi đấy mà vẫn cứ không lên nguồn. Đấy. Thì bo này bây giờ cái trường hợp nó không lên nguồn như này rồi thì bây giờ mình phải kiểm tra xem là những cái điều kiện nào để cho nó mở nguồn nhé. Giờ mình bắt đầu nhé. Đây các bạn nhìn mặt trên nó này. Đây là bộ A800 này. Bạn thấy không? Bộ nhấc hết ra này. Đấy. Đây bộ trên này họ thay rồi nhé. Mình không lên nguồn. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Đối với trường hợp một con máy giặt Toshiba không lên nguồn, trước tiên các bạn kẹp cho mình công tắc này. Công tắc rất mở này. Nó nằm ở đây này. Mình cậy ra nhé. Cậy ra và mình bóp vào để nối tắt cho nó. Rồi mình cắm điện nhé. Để mình đo xem là điện áp 5V đã lên được tới con IC này chưa này. Ở trên mặt này có con IC này. Thì cái mặt của họ đến mang đến đâu nhỉ? Họ thay mặt rồi các bạn. Họ thay cái mặt khác rồi mà vẫn không được ấy. Đây này. Đây là mặt zin của họ nhé. Họ ông cầy nát hết rồi này. Bạn thấy không? Thạch Anh cũng thay rồi này. Đây có mấy con linh kiện thay hết rồi. Đây này. Đấy. Thì đối với cái trường hợp này thì các bạn nhìn trên này có một con IC các bạn thấy không? Con IC này có 8 chân. Chân 1 đây này. Chân 1 và chân 8 này. Hoặc là chân 4 và chân 8 này, các bạn đo phải có 5V nhé. Đấy, bắt đầu mình tính tiếp, mình cắm điện nhé. Công việc của mình là đã xong rồi các bạn. Rồi thời gian bây giờ mình bắt đầu cưới vợ. Nhiều bạn cũng quan tâm chúc mừng trong quá trình mình cưới vợ ấy. Mình rất cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ mình bây giờ nhá, cắm điện rồi này. Nối tắt công tắc này rồi này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đo chân 4 và chân 8, chân 1 và chân 8 được. Đây chân 1 ở dưới này này. Đây chân 4 đây. Chân 4 1 2 và 4 nó nối chung với nhau ấy. Thấy không? Mình chân 8 vào này. Phải có 5V. Đã đủ 5V nhé các bạn nhé. Đấy vừa đủ. Đây mình đo chân 1 luôn đi. Đây các bạn đủ 5V nhé. Đấy, như vậy là nguồn đã lên đây rồi. Chưa? Như vậy là khối nguồn dưới này là hoạt động rồi nhé. Đấy. Thế thành ra khối nguồn này các bạn cậy là sai này. Không cần thiết phải sửa khối nguồn đi các bạn nhé. Tiếp theo, điều kiện để cho con máy giặt Toshiba mở nguồn, một là điện áp 5V VC. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra đến đó là điện áp reset. Thì reset thì đây cái bộ bo trước họ đã tháo rồi đây. Reset ở con này thì các bạn này, nó nằm ở đây này, ở con nhỏ nhỏ đây. Đấy, con nhỏ nhỏ này. Con nhỏ nhỏ thì đây là chân mát này, đây là chân in này, đây là chân out này. Chân in và chân out này đều phải có điện áp sắp xỉ 5V nha các bạn nhé. 5V nhé. Nào, con này nó nằm ở đâu? Đây này các bạn này. Nó nằm ở chỗ này. Chỗ này nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cậy ra. Rút điện nha các bạn. Mình sẽ cậy ra để đo. À, mình vừa đánh sạch mạch đi các bạn. Đấy nó hơi nhom nhem một xíu. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện và mình đo thử nha các bạn nhé. Đo hai chân này thử. Nào bây giờ mình cắm điện nha, đo nhé. Điện áp reset này. Đây này. Chân giữa này mát này. Chưa? Chân ngoài này, này. Được 5V các bạn thấy không? Chân out chân này, chân reset này cũng được 5V. Như vậy về cơ bản để áp reset đã ok nhé. Tiếp theo, khi mà để áp reset đã có đúng không? Thứ nhất này, VC này. Đúng không? VC này, được chưa? Để áp reset này. Đối với con máy này thì thạch anh di động phải tốt đúng không? Và đồng thời ACDF phải tốt. Đây là các điều kiện. Nhưng mà cái trường hợp này ACDF của con này này
nó sẽ dễ kiểm tra hơn là thạch anh, mình đỡ phải nhút thạch anh ra. Bởi vì con này thạch anh của họ là đối với vị bên kia họ đã thay rồi đúng không? Đây bên vị kia đâu nhỉ? Họ đã thay thạch anh rồi. Thế bây giờ mình cứ từ từ hoãn lại đấy. Thì bây giờ họ chắc chắn với mình là bị ở phía dưới này rồi đúng không? Mình sẽ kiểm tra ACDS. Thì đối với trường hợp cái ACDS của con này, mình lần xem nó về đến con nào. Đây đây. ACDS của con này này các bạn này. Nếu mà mình lần ấy thì nó sẽ về cái chân con này này các bạn. Về đầu con điện trở này. Đầu con R11 này. Mấy chỗ khu vực này. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. ACDS. Nào lật ngược lại đây. Vẫn đang cắm điện đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. Vì lý do là con này chân dương là chân trung các bạn. Bây giờ mình đo đặt que đỏ vào chân dương nhé. Que đen này. Đây là con bóng ACDS này, chân B này. Điện áp đây nó khoảng độ hơn 4V nha các bạn nhé. Bây giờ mình đo đây đang được khoảng 1,3V, 1,2V. Hơi sai sai. Tiếp theo này. Đúng nhỉ. Ừ được 1,3. Chân C này, con này nó phải, bởi vì chân E nó nối nguồn các bạn. Nối nguồn. Thế thành ra chân C này nó phải được khoảng độ 2,5V các bạn nhé. Khoảng 2,5V. Ồ, không có vôn nào. Đo lại nguồn 5V xem nào. 5V đã có. Thế mình đặt que mát đây mình đo xem nào. Chân B con này được khoảng 3,7V. À đo với chân B. Đo đo với mát cũng được. Chân C này được khoảng độ 2,5. Đấy, bây giờ chân C này đang được khoảng 5V này. 5V. Chân E này là chân cấp nguồn rồi. Đây là một con bóng thuận B, C, E dẫn từ E sang C. Như vậy chứng tỏ là chân B con này đang điện áp thấp quá, khiến cho con này nó dẫn từ E sang C. Đúng không? Đúng không? Thì lý do làm sao điện áp ở chân B thấp này. Một đây là con R4, R5 đứt này các bạn này. R4, R5 đứt này. Để đo nguồn vào trong có không ạ. Nguồn vào được âm 133V. Âm 133V. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang nhé. Rút điện ra nhé, mình đo dạng xung cho bạn xem. Mình sẽ chuyển sang đo dạng xung. Mình sẽ hàn vào chân âm này. Rồi mình đo thử nhé. Cắm điện này. Chuyển đồng hồ về chế độ xung này. Mình đo dạng xung nhé. Xung ở chân B con này. Có nhấp nhô này các bạn này. Có nhấp nhô. Xung ACDS có nhấp nhô, nhấp nhô rất nhẹ. Chân C này phải lớn hơn rất nhiều. Chân C mất luôn này các bạn này. Chân C mất này. Thế thì có thể là con bóng này chết đúng không? Con Q1 này chết đúng không? Bây giờ mình hút ra. Hút cực B ra. Mình đo xem xung nó có lên không. Cắm điện lại này. Đo lại xung này. Đây các bạn này. Có dạng sóng này. Đây, có dạng sóng ở cực B này. Cực B có dạng sóng nhá. Có dạng sóng ở cực B. Thế thì bây giờ mình sẽ rút con bóng nó ra và mình thay vào một con bóng mới nha các bạn nhé. Giờ mình tìm một con bóng khác. Con bóng của vị đang chạy ra sang. Đây, mình có con này. Thực ra không phải cứ con nào các bạn thấy mất nguồn các bạn thay thạch anh đâu nhé. Nó phải các bạn hiểu nguyên lý nó. Đây nhé.
Cho con bóng này ra này. Con bóng này cũng được thay rồi này các bạn nha, mình để riêng ở đây. Và mình nhắc con bóng này. Con bóng này thì nó sẽ chiều nó. Xem lại nó. Như thế này. Đây nó sẽ như thế này các bạn này. Rồi, cắm điện lại phát nhé. Đây. Không thấy gì các bạn. Không thấy động tĩnh gì. Mình lại bắt đầu mình đo điện áp. Đo điện áp xem có gì thay đổi hay không. Chuyển sang đồng hồ, đo đồng hồ này. Chân mát đây này. Chân C này. Giảm đi một tí. 4,98V. Thế thì con này vẫn chưa làm việc, chân B con này khoảng 3,7V. Thế thì mình sẽ hút ra, mình kiểm tra con R4 và R5 này xem có đứt không nha các bạn nhé. Này, vậy con bóng này chưa chắc là chết này. Mình trả lại con vị kia. Hút ra kiểm tra R4 và R5 xem đứt không. À, mà đo dạng sóng đang mất này. Có điện áp chứ không phải là không đâu. Bởi vì nếu mà đứt thì không có điện áp đây đâu. Đo chuyển sang đo sóng nào. Đây có dạng sóng này. B này có dạng sóng này. Nhưng dạng sóng này nó không được vuông các bạn. Không được vuông. Cực C đang bị mất dạng sóng này. B thì có mà C mất. Bây giờ mình sẽ đo phía trên này. Đo bên phía trên này. Thế nào. Nó nằm ở cái con điện trở đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái này ra nhé. Cắt này ra. Cắt điện ra cả. Cắt ra đo cho nó tiện các bạn. Đây, dạng sóng sẽ lên đến cái vị trí trên này các bạn. Nào, bây giờ mình sẽ đo. Chính là nó lên cái vị trí này các bạn. Hai con tụ này. Hai con tụ con trở này. Con R1, đầu con R1 này. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. Cắm điện lại cái. Điện áp ở cực. Đầu con R11. Đây các bạn này, mất dạng sóng này. Đây đây là mất dạng sóng này. Mà điện áp ở cực C đang dâng cao. Đúng không? C dâng cao này. Chân B thì mình thấy có dạng sóng rồi, nhưng dạng sóng rất là nhỏ. Các bạn thấy không? Dạng sóng không được chuẩn. Dạng sóng không được chuẩn. Cực C thì điện áp dâng cao. Thì chứng tỏ là con bóng này chưa làm việc này. Nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ lần ngược trở lại. Thứ nhất là hai con điện trở này. Được chưa? Hai con điện trở này nếu mà trường hợp nó đứt thì sao? Nó đứt thì sẽ không mất điện áp ở chân B con này đúng không? Như đây là trường hợp này chắc chắn là mình nghĩ là không phải nó đứt. Đấy đứt là sẽ mất điện áp ở chân B con này. Rồi, mình nhấc con điện trở ra này. Để mình đo lại điện áp. Đo chuyển sang đo điện áp này. Đo về mát này. Đo lại chân B này. À, B là có 5V, trên C này. Trên C sẽ là 0V. Đấy, chứng tỏ con bóng nó không chết đúng không? Bây giờ đã thay đổi điện áp của C này. Để mà cho điện áp ở trên C này mà có được khoảng độ 2,5V thì trên B này nó điện áp nó phải có điện áp khoảng độ tầm hơn 2V. Hơn 2V đấy các bạn. À đâu? Nghe sang C. Nói chung là điện áp đây đang có vấn đề. Chứng tỏ con trở này không đứt đúng không? Con trở này không đứt. Hàn lại nhá, mình rút điện rồi đấy. Rồi. Con trở này không đứt à? Thế thì trên này còn cái gì nào? Bạn nhìn đây còn một con điện trở này, hai con điện trở này. Đấy, một hai con điện trở này. Đi ra đây có một con diode này. Diode này. Đây có một con diode này. Đây đúng không? Đây là những cái linh kiện mà của mình.
thì cái con diode bên này này chính là con diode mà lấy từ đường AC đi vào, được chưa? Còn cái con diode bên này chính là con diode để đi vào cái con tụ lọc nguồn này của mình, con tụ lọc con C7 này của mình này. Con tụ lọc C7 này của mình đâu, xem sự qua kia họ đây này, con C7 của mình chính là con này này các bạn này. Đấy, đây con C7 này. Đấy, thì đây là chính là cái con tụ lọc C7. Nếu như trường hợp mà đường ở đây lỗi này thì có thể là đường đây điện áp đây đang bị tụt thấp này, đang bị tụt thấp này, lý do làm sao tụt thấp là đáng ra là âm ở đây này là âm 308 V, lúc đây là âm khoảng độ chưa đến âm hơn 200 V thôi, đúng không? Đấy, thì nhưng mà bây giờ là nó lại do con D3 này của mình chẳng may mà nó bị chập chẳng hạn, đúng không? Nó chập chẳng hạn thì điện áp đây nó sẽ là âm 308 V đây luôn, thì điện áp đây sẽ bị tụt đi này. Các bạn này, nó bị tụt đi này, điện áp đây tụt thì sẽ làm điện áp ở trên B con này tụt đi này, làm nó con này nó khỏe quá này và AC của mình gần như là mất. Bây giờ mình sẽ đo bằng đồng hồ kim, đo tại trong mạch luôn xem có bị chập không. Đây nhá, tòa hàng nhân 1 ohm này, không thấy gì này, lên một chiều lên chiều không lên này. Con diode D2 này xem nào, cũng một chiều lên chiều không lên này các bạn này. Thế bây giờ mình vặn đồng hồ thang 10K nhé, để mình đo nhé. Bởi vì đây là không được, bởi vì có đây có điện trở này, mình phải hút ra từng con một mình đo. Đây mình hút một con này, đây mình hút con nữa này. Hút cả D2 và D3 ra. Rồi. Vậy là mình hút cả hai con D2 D3 ra. Bây giờ mình đo lại này bằng hồ kim này. D2 trước nhá. Một chiều này. Không lên này. Đảo lại này. Một chiều lên này. Cái con D3 này. Một chiều lên này. Đảo lại này. Các bạn thấy gì không ạ? Khi mình chạm vào đây cái kim nó hơi nhích lên một tí. Đây này. Bình thường là kim phải đứng im, các bạn nhìn này, mỗi lần mình chạm vào kim nó hơi nhích lên này. Thấy không? Nhảy ra này. Nó con D2 xem. D2 không thấy gì. Con D3 này thì đấy. Nó lên như kiểu là như kiểu ấy. Nó lên như kiểu là mình có tụ lọc các bạn. Này. Con D3 này đo thì không thấy chết các bạn. À đo thì nó lúc đầu thì mình thấy nó kim lên, bây giờ lại không lên nữa. À đây vấn đề. Nhìn bên ngoài sẽ rõ hơn nhìn trong máy quay các bạn. Đấy các bạn nhìn này, nó nhích lên một tí rồi này. Đấy. Thế rồi. Để xem nào, con này người ta thay chưa. Đây nha các bạn nhé. Con diode. Con này là con diode D3 này các bạn nhé. Đây này. Con đây là D2 này. D3 này. Mấy con này nó chưa thay hết, chưa đụng gì đến. Bây giờ mình sẽ nhấc con này ra thử nhé. Bởi vì loanh quanh nó chỉ còn đến khu vực này hất về đây thôi. Đấy. Mình cứ phải thay thử, phải là nhiều khi điện tử phải thế, mình phải có đồ mình thay thử. Đây là một con diode. Con diode này là diode màu đen.
con này là diode tiếp mặt nha các bạn nhé. Các bạn phải thay bằng bất kỳ một con nào cũng được, không nhất thiết cứ phải là diode giống như thế này. Mình có thể thay bằng 4007 cũng được nha các bạn nhé. Mình tìm một con diode khác để test thử trước cái, sau bắt đầu mình mới lắp sau. Đây, mình sẽ lấy một con diode này là con diode 4007 nha các bạn nhé, để mình test nhé. Nào, mình lại tiếp tục sử dụng đồng hồ kim. Các bạn phải để ý kỹ vào, bởi vì những cái đường này là đường liên quan đường ACD ấy. Âm nha, các bạn phải cẩn thận, chung có nhiều khi là nó một chiều lên này, đào lại, các bạn để ý kim thật kỹ nhé. Nếu mà chỉ nhích nhẹ là không được. Các bạn thấy không? Không thay đổi gì cả. Thế bây giờ mình sẽ dạ, đây mình thay con này vào luôn đi. Thay thử vào đây xem là tình hình nó thế nào. Mình cũng đợt vừa rồi mình cưới, đâm ra mình cũng dừng quay video một thời gian hơi dài. Các bạn cũng có một số bạn cũng vào chúc mình mừng đám cưới, mình cũng bảo là mong mình làm công việc mình xong nhanh để có những video hữu ích để phục vụ anh em ấy. Nói chung là làm cái nghề này không phải là cứ xử lý một phát ăn ngay, cũng có thể là cái con này mình làm được, cũng có thể là không làm được nha các bạn nhé. Bởi vì nhiều khi là nó còn liên quan đến là nhiều yếu tố lắm. Điện tử này kể cả anh biết bằng trời đi chăng nữa mà đôi khi cũng sẽ gặp những cái bệnh khó. Chưa chắc cái con này mà bảo là mình sẽ làm được hay không. Thì trước tiên mình thấy nó bất ổn chỗ này, mình sẽ làm chỗ này trước. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn đồng hồ này vào nhé, để đo lại xung nhé. Mát đấy. Nào, bây giờ mình cắm điện này. Mình đo lại điện áp chân B, xung chân B nhé. Mình cắm điện nhé. Đấy các bạn thấy không? Lên luôn. Đấy, đây. Lên chưa? Đấy. Thế giờ mình đo ở trên xung C nhé, chân C nhé. Các bạn thấy không? Rõ nét luôn. Đấy, bây giờ mình đo chân xung ở tại chân trên này. Trên ngân tụ con điện trở này. Các bạn thấy không ạ? Đây, đây mình đang đo ở đây này. Đây mình sẽ quay cho bạn xem mình đo. Đây mình gọi căn bản có một tay này làm này. Đây. Đấy. Khi mà máy mà hoạt động được bình thường ấy thì các bạn đo này, mình đo điện áp cho bạn xem này. Thì các bạn đo điện áp ở trên đầu hai đầu con tụ này. Đây này. Nó sẽ được tầm khoảng độ 2,5V, tầm đấy, tầm 2,2 đến 2,5V. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Mát ở bên kia. Đây này các bạn này, được 2,22V này, 2,23V này. Đấy. Đấy, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là sửa xong một con máy giặt Toshiba. Chưa? Nó bị hiện tượng là không mở được nguồn. Đấy, và bây giờ video sau mình sẽ lắp lại cái vỉ này vào cái mặt bên kia của họ để mình xem nó còn bị bệnh gì không, và mình quay tiếp clip nữa nhá, để nhân cơ hội mình làm lại nhá. Đây, chắc gì cái bo này của họ đã chết trên này đúng không? Đấy, vậy là sửa đi xong rồi. Chúc các bạn làm thành công nhé.